Những nghề nghiệp thịnh hành trong tương lai. Trong một thế giới luôn biến đổi, sự phát triển của công nghệ và những thách thức toàn cầu đang tái định hình thị trường lao động. Các nghề nghiệp mà chúng ta từng nghĩ là vĩnh cửu đang bị thay thế bởi những lĩnh vực mới, hiện đại và đầy tiềm năng. Bạn đã bao giờ tự hỏi, công việc của bạn trong tương lai sẽ như thế nào chưa? Công nghệ thông tin và lập trình. Khi Internet và các thiết bị công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, lập trình và công nghệ thông tin nổi lên như những kỹ năng quan trọng hàng đầu. Không chỉ đơn thuần là viết mã, lập trình viên còn là những người xây dựng nền tảng cho tương lai số hóa, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống từ giải trí, giáo dục đến kinh doanh. Khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ đơn thuần là những con số, mà là những câu chuyện tiềm ẩn, những xu hướng cần được khai thác. Khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu đang trở thành công cụ không thể thiếu trong việc ra quyết định chiến lược, từ việc dự đoán thị trường đến tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, mở ra cánh cửa tới những cơ hội vô tận. Công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe. Với sự kết hợp giữa y học và công nghệ, ngành chăm sóc sức khỏe đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các giải pháp công nghệ có thể chẩn đoán, điều trị và thậm chí là ngăn ngừa bệnh tật. Từ robot phẫu thuật đến ứng dụng theo dõi sức khỏe, công nghệ y tế không chỉ cứu sống con người mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống một cách toàn diện. Kỹ sư robot và trí tuệ nhân tạo. Khi trí tuệ nhân tạo và robot ngày càng phát triển, chúng không chỉ hỗ trợ con người mà còn thay đổi cách chúng ta làm việc và sinh sống. Các kỹ sư trong lĩnh vực này không chỉ là những người tạo ra các cỗ máy thông minh, mà còn là những người định hình tương lai, nơi mà ranh giới giữa con người và công nghệ ngày càng mờ nhạt. Kinh doanh và quản lý. Trong một thế giới ngày càng phức tạp và thay đổi nhanh chóng, kinh doanh và quản lý không chỉ dừng lại ở việc điều hành công ty. Nhà quản lý ngày nay phải thích nghi với sự biến động của thị trường, ứng dụng công nghệ mới và hiểu rõ xu hướng toàn cầu để đưa ra các quyết định chiến lược, giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Khi thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu, các nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và môi trường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những chuyên gia trong lĩnh vực này không chỉ đóng góp vào việc bảo vệ hành tinh mà còn mở ra những giải pháp bền vững cho tương lai, đảm bảo một cuộc sống xanh và an toàn cho thế hệ sau. Kết luận, tương lai luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, và những nghề nghiệp thịnh hành hôm nay chính là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới. Để thành công, chúng ta cần không ngừng học hỏi, thích nghi và đón nhận sự thay đổi.
bạn đã sẵn sàng để đón đầu những xu hướng nghề nghiệp mới và trở thành người dẫn đầu trong thế giới đầy tiềm năng này chưa?